Bạn có tin rằng con ruồi này có thể khiến ngành công nghiệp thức ăn nhanh trị giá hàng tỷ đô bốc hơi ngay lập tức, thậm chí nó còn khiến con người biến đổi thành những thây ma vô cùng đáng sợ. Bộ phim mở đầu tại một trang trại gà có tên Lương Tâm là số 1, ông chủ mang những con gà đạt chỉ tiêu đi giết thịt để cung cấp cho thành phố. Nhưng vì không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nên một đàn ruồi đã lọt vào bên trong rồi đẻ trứng lên miếng đùi gà. Vài ngày sau đám ruồi con nở ra bò lúc nhúc khắp nơi, lợi nhuận che mờ đôi mắt, trang trại này vẫn mang số thịt gà bị hư đi chế biến. Trải qua 67-69 bước phù phép, những miếng gà rán thơm nhức nách đã có mặt tại bàn ăn của trường tiểu học và cô bé Sally đã không may ăn phải miếng gà hỏng đó. Nam chính của chúng ta Harrison là một nhà văn đang trong quá trình hoàn thiện tiểu thuyết đầu tay của mình. Anh nhờ mẹ cho ý kiến về nội dung của tác phẩm Chiếc thuyền Messi đưa anh em báo thủ đi xa bờ. Bà nở một nụ cười trìu mến rồi phán mẹ chưa bao giờ thấy một cuốn tiểu thuyết nào nó bánh cuốn đến như vậy. Nhưng do vẫn chưa hoàn thành xong nên Harrison phải nhận công việc dạy thêm để kiếm chút tiền cơm cháo. Môi trường mà anh đến dạy hôm nay có tên là pháo đài gà. Tại đây mọi thứ đều rất kỳ lạ. Anh lái xe là một tay chơi mai thúy chính hiệu. Ông thầy dạy thể dục mồm lông giống lão sếp tôi thì bố đời đậu xe chắn hết lối ra. Thầy hiệu phó lại là một kẻ ghét công nghệ nên tịch thu toàn bộ điện thoại của giáo viên. Cô giáo đẹp nhất trường thì bị ảo tưởng sợ người khác hấp diêm mình nên lúc nào cũng đeo chuông báo động nối trực tiếp với sở cảnh sát bên người. Trong lúc đang không biết phải giao tiếp với đám người kỳ quặc này kiểu gì thì Harrison phát hiện bạn học cũ Lucy cũng là giáo viên ở đây. Gặp lại nhau hai người nói chuyện rất hăng say thì bị ông thầy thể dục xông vào phá đám. Anh dâu sau khi biết nam chính đang viết tiểu thuyết liền cười cợt chế nhạo rằng mình luôn tin Messi sẽ mang sổ đỏ về cho các báo thủ. Trên đường di chuyển đến lớp học, Harrison nói với Lucy rằng cái tên mồm lông kia quá cục xúc và lỗ mãng, nhưng anh ta là người yêu của tôi đó, mới quê thiệt chứ. Lúc này trong lớp, Shelly cô bé ăn phải miếng gà hỏng trước đó đang có những biểu hiện kỳ lạ nên bị hai thằng trẻ trêu chọc. Thấy không thấy có phản ứng gì, Patriot liền dùng tay kéo tóc cô bé, ai ngờ kéo luôn một mảng ra khỏi đầu. Shelly bất ngờ phản ứng dữ dội lao vào cắn nát mặt Patriot. Harrison thấy vậy liền chạy đến can ngăn nhưng không may bị cô bé cào vào tay chảy máu. Anh nhanh chóng mang cậu học trò quậy phá đến phòng y tế để kiểm tra. Trong khi đó, thằng bạn chi cốt của Patriot là Jink lại đi tìm Shelly để trả thù. Nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị cô bé vả cho một phát vỡ cả alo. Anh lái xe nhìn thấy mọi chuyện có gì đó không bình thường. Nhưng nghĩ rằng do mình chơi mai thúy quá liều nên mới sinh ra ảo giác như vậy. Jink bị nhiễm bệnh điên cuồng chạy khắp sân trường cả bất kỳ ai trong tầm mắt. Những học sinh bị tấn công đều nhanh chóng trở nên hung hãn lạ thường. Chúng lao vào cắn xé các thầy cô giống như một món ăn khoái khẩu vậy. Chẳng mấy chốc cả sân trường tràn ngập đám zombie nhí. Anh lái xe gọi điện cho thầy hiệu phó và báo rằng đám học sinh đang điên cuồng tấn công giáo viên. Nghĩ rằng bọn trẻ vẫn sợ cái uy của mình như thường lệ, thầy hiệu phó hùng hổ bước xuống sân yêu cầu học sinh mau chóng quay về lớp học. Nhưng ông thầy đầu xù không ngờ rằng đây lại là lần gáy cuối cùng của mình, bởi vì ngay sau đó thầy hiệu phó đã bị đám học sinh biến thành một bữa ăn tươi sống. Nhóm giáo viên lúc này mới phát hiện ra trường học có biến, họ đều hoảng loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn ông thầy mùng lông vẫn miệt mài chơi bóng rổ mà không biết nguy hiểm đang rình rập phía sau, đến khi quay lại thì thôi ăn lồng rồi. Đám nhóc vây quanh anh dâu thèm thuồng chảy hết cả nước miếng, anh ta hét lớn kêu học sinh đứng thành hàng nếu không sẽ được ngồi trong sổ đầu bài và mời phụ huynh đến làm việc. Nhưng tầm này bọn quỷ con có biết sợ là gì nữa đâu, để xem ông còn sống mà gọi phụ huynh không. Thấy tình hình không ổn, anh dâu liền bật tốc hành bỏ chạy múa tụt cả quần. Nhờ từng tham gia giải điền kinh thành phố nên anh ta mới thành công thông chốt chạy vào trong trường đóng cửa lại. Nhưng hành lang lúc này cũng có học sinh bị nhiễm bệnh nên các thầy cô đành phải cố thủ trong phòng. Vì tất cả điện thoại di động đã bị thầy hiệu phó tịch thu nên họ đành phải dùng điện thoại bàn để báo cảnh sát, nhưng đang gọi giữa chừng thì bị ngắt kết nối. Hóa ra Patriot đã phá toàn bộ đường dây liên lạc ra bên ngoài, tình hình ngày càng trở nên nguy cấp. Đám zombie nhí phát hiện trong phòng có người liền điên cuồng đập cửa kính đòi vào trong. Khi ấy chị đẹp chợt nhớ ra mình có đem theo chuông báo động nối với sở cảnh sát nên bấm thử. Quả nhiên ngay sau đó một chiếc xe cảnh sát tuần tra đã có mặt, đám nhóc nghe thấy tiếng động liền mò đến. Anh cảnh sát không ý thức được nguy hiểm trước mắt liền đưa tay vào tấm lưới để trấn an lũ trẻ. Ai ngờ lại bị bọn chúng xin nhẹ hai ngón tay, anh ta sợ xanh cả mặt vội vàng chạy vào trong xe định quay về trụ sở báo cáo. Nhưng còn chưa kịp đi đã bị Sally tấn công từ phía sau, anh cảnh sát xấu số chính thức đi bán muối. Nhóm giáo viên thấy vậy chỉ còn biết lắc đầu thất vọng, anh dâu định ra ngoài tìm sự trợ giúp. Nhưng khi vừa mở cửa ra đã bị Patriot lao vào đòi mờ lem. Cậu nhóc đuổi cả đám chạy tóe khói trong phòng rồi nhảy đè lên người Harrison. Mặc dù chỉ là một đứa trẻ nhưng con virus bí ẩn kia đã khiến cho Patriot khỏe hơn rất nhiều. Không những bón hành cho nam chính ngập mặt, cậu ta còn nhào tới hốt được một cô giáo vào trong tủ đồ. Biết không thể cứu được cô ấy nên cả nhóm chỉ đành bất lực rời khỏi căn phòng. Ông thầy quần jean nghĩ rằng mấy đứa trẻ con có gì đâu mà phải sợ. Nghĩ là làm, ông thầy liền xông ra ngoài một mình để chứng tỏ bản thân. Ai ngờ vừa mở cửa ra đã bị đám học sinh hốt xác mang về chôn. Nhìn thấy cảnh này, nhóm giáo viên không còn ai dám nghĩ đến chuyện liều mạng như vậy nữa. Họ cuống cuồng chạy vào trong thư viện để lẩn trốn. Thấy Kevin đầu xù cũng ở đây, ai nấy cũng đều hoảng sợ vì nghĩ cậu đã bị nhiễm bệnh. Thật may là cậu nhóc đầu xù ham học nên mới tạm thời tránh được kiếp nạn này. Thế nhưng ở ngoài hành lang, Patriot đã mở cửa cho đám thây ma khát máu xông vào trong.
thấy tình hình không ổn, nhóm giáo viên lại phải bỏ chạy tới phòng âm nhạc. Lúc này vết thương trên tay Harrison bất ngờ nhói đau, anh mở tấm dán thì bị đồng nghiệp phát hiện vết cào nên chất vấn. Vì sợ nam chính sẽ chuyển hóa thành zombie nên ông thầy mồm lông liền mang anh đi cách ly trong một căn phòng gần đó. Lúc này thầy khoa học đề nghị mọi người im lặng để thông báo tin quan trọng, nhưng chúng tôi đã im lặng rồi mà, đấy cô có coi trọng lời nói của tôi đâu. Khi tất cả đã im lặng tuyệt đối, ông thầy mới bắt đầu trình bày. Thông qua xét nghiệm và tìm hiểu sơ bộ, anh chắc rằng căn bệnh này chỉ truyền nhiễm cho những người trong độ tuổi dậy thì. Điều này có nghĩa là Harrison sẽ không bị biến đổi, mà bên ngoài lúc này đâu đâu cũng là thây ma nhí. Giờ mà mò xuống sân trường chắc chắn sẽ ngay lập tức đoàn tụ với ông bà tổ tiên. Sau một hồi tính toán, nhóm giáo viên quyết định di chuyển lên sân thượng để kêu cứu. Thấy một phụ huynh lái ô tô đến trường đón con, bọn họ liền khua tay múa chân la hét rất nhiệt tình. Nhưng do đeo tai nghe nói chuyện điện thoại nên người mẹ không hề biết nguy hiểm đang đón chờ mình. Đứa con đeo cặp sách tung tăng chạy về phía mẹ và các em. Nhưng ngay sau đó chiếc xe liền nhún nhảy một cách điên cuồng. Các giáo viên thấy vậy liền đoán rằng những người trong chiếc ô tô toang rồi. Tuy nhiên những lời la hét trước đó của họ đã đánh động đám zombie nhí. Đội quân khát máu ngay lập tức trèo lên sân thượng để kiếm ít thịt tươi sống. Thế là các thầy cô lại phải xách đít chạy tới phòng khác để trốn. Nhưng thằng nhóc tóc vàng vẫn kịp lột vào bên trong. Ông thầy mùm lông không còn cách nào khác buộc phải ra tay cầm bình cứu hỏa dạy dỗ học sinh của mình. Mặc dù mọi thứ rất kinh khủng nhưng ông thầy khoa học vẫn tỉnh bơ mang não của con zombie ra nghiên cứu. Anh phát hiện ra bộ não này đã hoàn toàn bị biến đổi khiến đám nhóc được tăng cường sức khỏe nhưng không thể làm chủ được bản thân. Đột nhiên lúc này đèn trong phòng vụt tắt khiến tất cả sợ hãi co cụm vào nhau. Hóa ra một con zombie đã phát hiện trong phòng có thịt tươi nên liên tục gõ cửa đòi vào xem hàng. Nhóm giáo viên khi ấy đều hoảng loạn nghĩ rằng thôi kiếp này coi như bỏ. Không ngờ người bước vào lại là chú bảo vệ tận tụy của trường. Niềm hy vọng lại được thắp lên trong những tháng ngày tối đen như tiền đồ chị dậu. Chú bảo vệ nhanh chóng đưa mọi người đi theo đường tắt để thoát khỏi đám zombie nhí khát máu. Tới phòng phát thanh họ nhận được thông báo của thị trưởng. Ông ta nói rằng toàn thành phố đã bị lây nhiễm đại dịch gà rán. Các đơn vị vũ trang mặc dù đã cố hết sức ngăn cản nhưng đều thất bại. Hiện giờ ai có mạng thì cố mà giữ lấy chứ đừng trông mong gì nhiều. Chúc các bạn thoát khỏi đại nạn lần này. Tất cả thầy cô nghe xong đều tỏ ra thất vọng buồn bã. Chẳng lẽ phải kết thúc cuộc đời ở trong trường hay sao? Không thể đứng yên chờ đợi phép màu xảy ra. Harrison đứng lên cổ vũ tinh thần mọi người tiếp tục chiến đấu. Sau một hồi bàn bạc, anh quyết định sẽ đi cùng với Lucy đến phòng thể dục lấy chìa khóa xe. Hai người trèo lên ống thông gió rồi nhẹ nhàng trườn đi để hạn chế gây ra tiếng động thu hút đám xác sống. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến khi họ lấy được chìa khóa xe. Nhưng trên đường quay về lại vô tình phát ra âm thanh lớn khiến đám zombie ùn ùn kéo đến. Lối đi bị chặn nên hai người đành phải đổi hướng đến một căn phòng khác. Hiện giờ đâu đâu trong hành lang cũng thấy các em học sinh đang vui vẻ chào đón giáo viên của mình. Trong lúc nguy cấp, Harrison nảy ra một sáng kiến. Anh lục lọi ba lô rồi lấy ra toàn bộ số thuốc ngủ bên trong. Sau đó từ từ mở cửa ném số thuốc ngủ ra bên ngoài. Đám học sinh thấy vậy cứ tưởng kẹo ngọt liền tranh nhau vồ lấy nhai ngấu nghiến. Nhờ vậy mà cả hai mới có thể an toàn rút về phòng phát thanh hội ngộ cùng mọi người. Kế hoạch tiếp theo là đột phá vòng vây. Ông thầy mùm lông mặc bộ giáp bóng bầu dục còn tay thì lăm lăm máy bắn bóng chày đi tiên phong. Cứ thấy đứa học sinh hư hỏng nào chạy tới là tạng một phát vào đầu. Không ngờ máy bắn bóng lại uy lực đến vậy. Nó có thể hạ gục mục tiêu một cách dễ dàng giúp mọi người xuống dưới sân trường an toàn. Lúc này đám zombie nhí có vẻ đã đi ngủ vợi nên chỉ thấy một ít đói ăn còn sót lại. Họ cứ thế tận dụng sức vóc người lớn mà xông lên mở đường thoát thân. Harrison thì cầm gậy khúc côn cầu vụt nhiệt tình vào đám học sinh không chịu về nhà đi ngủ. Ông thầy mùm lông lúc này chấp nhận liều mạng để cho đồng đội có thể sống sót. Anh ta ném chìa khóa xe ô tô cho nam chính rồi ở lại cầm gậy tả xung hữu đột với bọn nhóc. Chẳng bao lâu sau anh dâu đã gục xuống và hy sinh một cách anh dũng. Nhưng như vậy là đủ để cho mọi người có thể rời khỏi trường an toàn. Ngoài phố lúc này yên lặng đến đáng sợ. Lâu lâu vang lên những tiếng la hét thất thanh khiến anh cũng phải dùng mình lo lắng. Thông qua màn hình TV họ biết rằng chính quyền vẫn đang nỗ lực khống chế đại dịch. Nhưng virus bí ẩn đã lan rộng ra toàn thế giới mất rồi. Chẳng ai có thể ngờ rằng chỉ vì một miếng gà rán mà loài người lại đối mặt với nguy cơ diệt vong. Mải hóng tin tức và chém gió nên các thầy cô không hề biết đám học sinh ngoan của mình đã có mặt ở phía sau. Đến khi quay đầu lại thì thôi ăn lồng rồi. Cả nhóm liền tăng tốc bỏ chạy tụt cả quần. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà họ lại chạy đến trang trại đã sản xuất ra món gà rán kia. Tất cả các công nhân đều đã chết hết, còn xung quanh là hàng tấn thịt gà bốc mùi hôi thối sắp được đưa ra ngoài thị trường. Bỗng ánh đèn nhấp nháy bật lên. Hóa ra đám zombie vô tình chạm vào công tắc khiến nơi này trông chẳng khác gì một quán bar thực thụ. Không ngờ đám xác sống nhí lại tỏ ra thích thú nhảy múa xung quanh. Đúng lúc này bên ngoài truyền vào tiếng động lớn, người đàn ông to cao lực lưỡng đi đến chỗ các thầy cô đang đứng. Không ai khác đó chính là anh dâu của chúng ta. Anh may mắn thoát chết nên tìm đến đây. Cầm cây súng nước trong tay, anh dâu liên tục bắn về phía đám zombie. Harrison tỏ vẻ nghi ngờ quay lại hỏi, anh cũng lớn tuổi rồi sao lại đi nghịch súng nước như đám trẻ trâu vậy? Nhưng anh dâu lại tỏ vẻ bình thản đeo kính râm rồi châm lửa, thì ra ông thầy mồm lông đã đổi nước bằng xăng. Trong chớp mắt cả trang trại gà cùng đám học sinh hư đốn đã bị thiêu cháy toàn bộ. Sau đó anh dâu lạnh lùng quay đầu lại cùng mọi người rời đi. Chẳng ai biết rằng loài người có chiến thắng được đại dịch gà rán hay không, nhưng bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.